Tôi hiểu số phận tôi rồi. Tôi hiểu rồi. Tên tên. Trời ơi. Khoan, bình tĩnh. Chưa bình tĩnh anh Luật. Đẻ trên đầu tự bóp. Trời ơi, phải anh Luật cái này. Cái này. Ngọc chọn thì anh cục được. Ngọc chọn mẹ em. Ơi Ngọc hơn lắm á. Dạ bé Ngọc chọn đi cưng. Rồi bốc ăn liền. Ăn liền. Ba ăn liền. Ăn liền. Ba ăn liền. Rồi bấm tôm luôn. Cái gì vậy? Mời mỗi người chọn vị trí. Ủa đâu có, tụi em chọn chứ. Mời luôn. Em chọn anh Luật. Anh Luật. Số mấy? Em chọn cho anh Luật số 3. Mời vào vị trí số 3. Em chọn cho Phá. Cảm ơn chị ạ. Phát thích số mấy? Chị chọn đi, em đâu có quyền. Số 1 kìa. Thủ đằng số 2 à. Đơn số 4 đúng không em? Đơn không được chọn. Dạ đúng à. Vô đi à. Xin lỗi mọi người, hôm nay là gánh nặng cho mọi người à. Ngân sẽ mở trước. Mọi người có thể cho em biết được đáp án được không ạ? À, không ai biết hết trơn. Cái gì vậy? Hai cái bong bóng. Bong bóng. Ủa để làm cái gì vậy? Nhiệm vụ là thổi tập căng, vừa thổi vừa squat. Tét cái mỏ em rồi. Thổi thật to, cột lại được. Tất cả những lúc mình làm điều đó là phải squat. Ê. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy em? Rồi mới thổi có hai hơi mà nó căng dữ vậy trời. Bé này thổi ok quá ha. Trời ơi, thổi quá căng dữ hả? Thổi cho bể luôn hay sao? Cột lại đi, cột lại. Ồ, đơn giản quá không? Trời ơi, Đức biến văn quá vậy. Trời ơi, nhưng mà hay chứ bộ. Lúc xuống rồi, hơi đúng rồi, hay đúng. Vậy? Trời ơi, mừng quá à. Em tưởng cái bong bóng bự chà bá kia kìa. Em thổi cái là lên, thổi cái là lên. Trời ơi, âm thanh nó từ đâu? Âm thanh nó từ đâu vậy mọi người? Từ chỗ Cần Phát à. Trời tội quá. Trời bé thiệt. Thổi mà nó chịu quá tốt. Nó chịu quá tốt. Làm lại. Trời giãn nè. Quá trời ơi đất. Ok. Ủa có vụ nuốt lại luôn. Không chỗ luôn đó trời. Thổi xong phải nhìn lại cái mình mới thổi. Ok không đã chứ? Được chưa rồi, chưa? Được rồi, được rồi, được rồi. Một hơi nữa. Lên nữa đây chứ chưa lên lắm. Được rồi đó. Được rồi anh, được rồi. Rồi, okay. Xong. Yeah. Trời ơi. Hên quá à. Sao em, hên quá vậy? Em có thể là người mở cho anh Luật không? Em có thể là người mở cho anh Luật để cưới. Luật để cưới. Rồi, hiểu ha, hiểu ha, hiểu số phận tôi ha. Bác. Dạ. Ôi trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Ôi, gì kìa? Trời ơi, trời. Ủa cái này là hình phạt hay là phạt vô tình nhận được phần thưởng của chương trình. Em là người hên nhất ở đây luôn, vừa không dơ mà vừa có tiền đem về nữa. Ủa em không nghĩ đây là một hình phạt. Ủa, đây là phần thưởng mà. Để có bột, còn bột không? Đổ phát miếng cho con. Ôi, chân chân nha. Có nhiêu đây thì đổ bao nhiêu bột em cũng chịu. Đang. Ha. À. Từ lấy tay vẽ lên khuôn mặt đầy mỹ miều của mình. Ủa cái tưởng này là một ốc trên luôn luôn chưa? Bên đẻ bọc đều 500, đẻ bọc ni lông chét mặt. Là nước mắt đó hả? Rớt nước mắt hả? Râu, có râu. Ủa dạ. Vậy thêm hai chân mày lượt kìa. Chân mày lượt kìa. Cái đầu tài kìa. Những cái đầu tài để vô lắm rồi. Những chân mày kìa, chân mày kìa. Chân mày bột ăn quá rồi. Rồi, rồi. Thứ ba, Ngọc. Tôi hiểu số phận tôi rồi. Tôi hiểu rồi. Tên tên. Trời ơi. Khoan, bình tĩnh. Chưa bình tĩnh anh Luật. Đẻ trên đầu tự bóp. Trời ơi, phải ăn được cái này. Cái này. Ai em bóp chưa? Ai em bóp chưa?
ngon ngon. Hên quá luôn á. Cái mặt anh quyến rũ, cái nét vai rồ lắm nha. Quyến rũ nha. Thưa quý vị, hình phạt hôm nay vô cùng đơn giản là ăn bánh su. Yeah. Ở đây có nhiều loại su. Yeah. Có loại là su kem, có loại là su cà na. Su. Su cà na. Su. Su cà na. Su. Su kem là gì? Thơm ngọt, mềm béo. Còn su cà na trong đó chứa gì? Tôi không biết. Sâu có đồ nghe nữa. Mùi gì nồng nặc quá. Mùi mắm tôm. Thôi. Mỗi thành viên đội chiến thắng sẽ đút cho mỗi người bên đây 3 cái. Ủa là hên xui hả anh? Hên xui. À được, chơi được. Chứ xui quá không được. Xin hãy chọn. Tôi sẽ đút cho Lê Dương Bảo Lâm. Ê cái mùi thúi vậy. Em nghe rõ ràng quá. Mùi mắm tôm hay sao á? Trời ơi, bánh thun mà. Tôi sẽ đút cho Lê Dương Bảo Lâm một lần 3 cái. Tại sao vậy anh được? Tại vì Lê Dương Bảo Lâm hồi nãy kéo tôi rất là mệt. Trời, sai miệng L đúng không? Mà đối xử với anh như là gì? Sai miệng XL nữa. Không được nhắc tới đó nữa. Thắng rồi. Hôm nay thì về phía là em cho con em bú rồi nữa. Ủa đút vô miệng mắc mới gì cho con em bú vậy đó? Em nó bị té re, em không xứng em dỗ con em. Té re thì lấy đồ nhét lại. Ở đây. Vô. Ghê nha. Cắn chứ không có đẹp phật. Nó thúi quá anh vàng nó đúng không? Nó thúi đỏ nè. Anh cho không? Anh ăn thử đi. Ăn đừng cãi anh. Lên lên đi. Há miệng ra. Há miệng ra nè. Nhai nhai. Tình anh đi. Ăn từng cái chứ ăn ba cái nó nguy hiểm lắm. Ăn từng cái nó đỡ hơn. Dạ không. Mùi gì mùi gì? Đừng có phọt ra nha. Mắm tôm rồi. Mắm tôm rồi đúng không? Bánh su thiệt không hay là tất cả đều ghê hết vậy? Được, nuốt trọng luôn. Ơi, được rồi nhả đi. Được nhả em ơi. Su kem, su kem. Trời ơi thật là hạnh phúc cho em. Không còn nhiều su kem với mình đâu. Ăn trước không còn ăn. Nhiều su kem. Chuẩn bị xẻo tới. Qua đây ăn su cà na nè. Hả mẹ. Vô chụp đi. Hả mẹ. Wasabi rồi. Dạ. Đổi đi anh. Ok. Ok. Rất thương. Không cho hửi nữa. Hửi nữa. Ok. Ok. Ăn. Cái đó ok đó, cái đó bình thường. Đó, cái đó bình thường. Ghê mà ăn. Anh mà ăn vậy là Ngân chết rồi, tội nghiệp Ngân. Khi em ăn hết đồ ngon thì đồ dở bạn em ăn. Ăn miếng cho vui cho biết với người ta đi. Su cà na. Đầu tiên là mùi gì? Mùi gì vậy? Gì vậy? Mùi gì? Mùi gì biết kể chứ. Nó là muối hột nè. Nó trộn với miếng mắm. Đó. Mắm ruốc. Em cắn trúng con ruốc. Em nghe cái sực mà nó hòa quyện cái kem nữa. Nó như cái sừng tó. Còn cái mới đầu là gì? Sừng đầu là su kem. Nè em chọn á. Cho em chọn. Cái màu đỏ đi. Chưa. Cái màu đỏ đi. Chưa. Em lộn. Em thấy nó có sực màu đỏ rồi nè. Tương ớt thôi. Tương ớt thôi. Ngọc chọn thì anh cục đường. Ngọc chọn mẹ ơi Ngọc hơn lắm á. Bé Ngọc chọn đi cưng. Rồi bốc ăn liền. Ăn liền. Rồi bấm tôm luôn. Cái gì vậy? Nè, chuẩn bị. Chuẩn bị. Ê, ghê quá mọi người. Trời ơi. Ôi mà giống như là người ta đề máy xe nha. Phun đó. Cái Ngọc. Nó mắm tôm, nó Ngọc. Em làm sao mấy em biết được ở trong này cái nào như cái nào. Rồi, à? Tiếp theo. Hết chuyện Ngọc, chọn cho Vanh đi Ngọc. Em không biết là bây rồi. Giờ cho em xin phép được giảm biên chế dòng này đâu em. Tiếp theo. Con ơi, chị chơi đi với ra, em đi ra.
Lâm ơi anh như vậy nữa. Người yêu tin đồn. Cặp cú đi chở rồi đi chở. Em thật sự thì em nhắm mắt em chọn đại nha. Ông còn dư âm. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài. Rồi em nhắm mắt, em nhắm mắt em chọn đại. Trúng cái nào thì ăn cái đó thôi. Trời ơi, cái mùi cái... Đừng có cho ăn mấy cái này, nó ghê quá. Bạn em ơi đó rồi. Ghê quá. Trúng cái nào thì ăn cái đó em ơi. Gặm đi rồi. Ok. Ăn cái đầu chết luôn á. Trời ơi chuẩn bị kêu tên Nguyễn Thị Huệ nè. Kêu tên Huệ nè. Ngã đi. Đó thấy không? Mấy người này là fan của chị Huệ không à? Ê, Huệ cho ăn cái này nó dớp. Xúc miệng đi. Ngân ơi vô đây Ngân ơi. Chưa ba cái luôn mà. Trời ơi, thúi quá, thúi. Trời ơi, không rồi, bị dính. Em là như mập nữ vậy đó. Ăn anh mắm tôm chung cái này ghê thiệt chứ. Em tưởng sô-cô-la, bóp giọng. Rồi, ổn à. Ổn à. Quê nữa hả? Ổn à. Em nghe cái rộp. Có muối hột không? Sao? Muối hột hả? Muối hột hả? Phải muối hột. Ăn thì bị tăng huyết áp xíu không gì á. Phải muối hột. Muối hột rồi. Muối hột hả? Ok. Anh Lâm ơi, sao anh Lâm? Trời ơi, xanh mặt luôn kìa. Em ốm thấy rõ luôn á em. Ok, ổn. Thúi không? Chắc chắn. Không đại, ai biết. Wasabi. Ngân, vô đây. Hải miệng. Chị chọn. Vô đây. Ngân. Em nghe là em thấy đầu bụng tới rồi. Có thể cho em một tỉnh cầu được không? Thúi lắm, không có ai vô là chọn luôn đi. Có thể cho em một thỉnh cầu được không? Cho em ba cái một lần được không? Ừ. Wow. Em chọn ba cái. Không, em không cần anh chọn, chị Ngọc chọn cho em. Này, anh nói nghe nè, em phải lấy ba cái ba mùi nữa mới đã. Ba cùng vô chỗ. Đó, chết nè. Wow. Xô được không? Wasabi trộn bấm tôm ngon à. Trời ơi, xô. Rồi, vô, ba cái vô. Ba miệng, thả miệng ra. Ba cái vô chỗ. Xếp lại. Rồi, ok. Wow. Không hề có một cái gì luôn. Phải dễ ăn nhất. Cái gì? Yên tâm đi. Wow. Chị em với nhau không mà không lẽ hại nhau. Còn cái nữa ăn luôn đi em. Ba cái là mà. Không hết mà. Nếu mà nói lại nó đâu có dài bao nhiêu anh, đâu em mà. Ăn không cục. Anh đừng ăn cục em cục. Cắt vé xôi. Cắt vé xôi đi. Trời ơi, nhìn cái xô thấy gớm quá. Thiệt luôn, ok. Anh thảy vô chính giữa luôn nè. Không có tới. Mất trái dâm. Giảm. Hay quá, cái đó khó ăn nhất á. Hay quá. Chết rồi. Vậy là tiết lực khả năng là chỉ trừ ra giấm thôi nha. Trời ơi, nhưng mà mất được cái mắm tôm rồi nè. Rồi. Sốt thịt nướng. Sau lượt đầu tiên, tiết lực không phải chấm mắm tôm, sốt thịt nướng và giấm. Là Ngọc. Thấy chưa? Em chỉ cần bỏ cái mắm tôm ra thôi. Tương đen cái này dễ mà. Đúng, em chỉ cần bỏ mắm tôm. Rồi. Đi cái này. Đi một đống. Đây. Nước mắm. Cái dễ chấm thì lõa trơn. Như vậy là Lan Ngọc sẽ không phải chấm nước mắm và tương đen. Vô ạ. Thấy không, người ta kêu á. Nó thả gì cũng đúng rồi. Chăm ra đúng rồi đó. Kêu. Mắm tôm. Không sao hết. Như vậy là loại mắm tôm, loại ớt bằm, loại bơ dầm, loại wasabi, loại thịt băm và loại provolone.
cho đội thắng tụi em làm đi. Ờ cũng hợp lý. Anh lấy một. Nhưng mà không không được nhân đạo. Thanh 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 anh. Ồ thì cũng hất 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 chém. Rồi ok rồi, được rồi, bơi vậy thôi. Đau đớn là phải từ từ để hấp dẫn. Ngon ngon trước, ngon trước. Từng cái một. Mắt gì anh Luật ăn mà em rên vậy Ngọc? Hộp vịt lộn này là cái con hộp vịt lộn. Cái đầu. Trời ơi. Chính chưa hả? Ủa, ủa. Chính rồi. Ê, cho thêm hai cái xô nữa chứ làm sao mà chung cái đầu cho nó. Rồi tiếp theo. Ăn hồng vịt lộn mà anh kêu con quạ chứ gì anh Lực. Cái món còn lại ok. Món còn lại ok. Ủa, món nào ok đó. Ngọc ăn mắm tôm kêu con quệ. Anh không nhai đi. Cay cay quá sao bị. Rồi ai sẽ là người bốn cơm cho Lan Ngọc. Em sắp theo thứ tự từng món. Cắn tới đâu là ăn em tới đó. Ngày hôm nay mời vô. Chưa hết. Thử hết món em. Này ok nè đúng không? Vô. Làm bây giờ sẽ loại món nào? Vô. Sao chị còn gì? Khoan đi, bé Ngọc bớt khò lại được không em? Ban tổ chức chương trình có thể tắt micro của khách Lan Ngọc được không? Chỗ người ta ăn uống mà em ăn không được, em bị tâm lý. Lý gì? Thôi, ngon rồi. Bé đỡ bụng sao ăn dữ người ta. Không dạ. Phải, nó vậy nó mới đỡ mặn. Ngon rồi, thôi được rồi. Ngon, cái này ngon. Trời ơi, thấy chưa? Như vậy là hôm nay chúng ta đã có sự xuất hiện của nghệ sĩ Lê Khánh. Và đã toàn thắng. Cảm ơn các em ngày hôm nay đã rất là nhường chị. Rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn chương trình đã cho Khánh đồng hành cùng với 7 nụ cười xuân ạ. Thì hồi nãy là Tiến Luật có thử mắm tôm chưa? Thôi tôi sợ lắm, món đó tôi sợ, tôi chủ loại cái đó đầu tiên á. Em thách đấu, bây giờ là bây giờ mình để một chai mắm tôm thôi. Trúng trúng thôi. Đúng rồi. Wow. Nhưng mà không trúng là ăn. Rồi chơi, vô. Vô. Ủa tự nhiên tôi bị ép chơi vậy? Rào. Ra đây, ra. Rồi, vô. Thì anh Vinh làm bánh mì mắm tôm đi. Rồi ai chọi đầu tiên mà nếu không ngã là người sau. Đơn phương thắng luôn. Đơn phương thắng. Vậy thôi, thôi, khỏi. Thôi, thôi, khỏi. Trời vô kìa. Trời ơi. Vô ăn liền em. Thôi khỏi là nó. Anh là anh vô tình anh hên. Thôi khỏi một cái. Vô tình hên nhớ đó, tôi trời mà. Kìa trời. Trong ly thố mà em nói gì kỳ vậy Ngân. Cậu bé kìa. Anh Luật thắng rồi đó. Tới em kìa. Để nó đây anh làm chưa. Giống anh Luật á, hồi nãy đập xuống dưới. Thời ai nấy hưởng. Sao? Anh có cần thêm không anh Lực? Hay quá. Anh à, phải nể tình bao nhiêu năm qua là anh em mình. Cấm miệng. Yêu trước ngày cưới 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.